Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm trùng tu, đồng hồ Big Ben nổi tiếng nằm trên tòa nhà Quốc hội Anh dự kiến chính thức hoạt động trở lại từ ngày Chủ nhật tuần này. Trong suốt thời gian sửa chữa, chiếc đồng hồ này chỉ ngân vang vào thời khắc giao thừa hàng năm và hai thời điểm đặc biệt khác là khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2021 và tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hồi tháng 9. Khi đó, Big Ben đã điểm chuông 96 lần, mỗi phút một lần để tưởng niệm cho 96 năm tuổi thọ của nữ hoàng. Big Ben vừa trải qua quá trình sửa chữa kéo dài tới 5 năm và tiêu tốn 95 triệu đô la Mỹ. Các kỹ sư đã phục dựng được hơn 1.000 bộ phận của chiếc đồng hồ nặng 13,7 tấn. Đây cũng là khoảng thời gian im lặng lâu nhất trong lịch sử 163 năm của chiếc đồng hồ này.